ngừng giải thích với người khác, đó chính là lúc bạn chiến thắng tất cả. Khi bạn biết giải thích là lời nói vô nghĩa nhất thế gian, bạn đã chiến thắng tất cả miệng lưỡi đàm tiếu và ánh mắt nhòm ngó của người đời. Điều quan trọng nhất trên đời chính là được sống cuộc đời của mình theo cách riêng của mình. Khi bạn dám chọn cách sống thật với bản thân mình và dám làm những gì mình muốn, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu miệng đời, đó cũng là lúc bạn chiến thắng cả cuộc đời của chính mình. Nếu một người luôn muốn giải thích, muốn chứng minh với người khác, họ đã đi lạc trong nỗi ám ảnh của chính mình. Tại sao chúng ta lại phải bận tâm tới suy nghĩ và lời nói của người khác đến nỗi ảnh hưởng tới cuộc sống của mình như vậy? Đừng giải thích nữa, hãy để thời gian là câu trả lời. Không chứng minh gì cả, bạn là người chiến thắng. Chuyện kể rằng có một anh tài xế chở bệnh nhân tâm thần cho bệnh viện tâm thần. Trong một lần đưa đón, anh ta để lạc mất 3 bệnh nhân do sai sót. Vì để bảo toàn công việc của mình, anh đã lái xe đến trạm xe buýt gần đó, rồi mời chào chở miễn phí cho những ai về cùng đường. Nhờ thế, anh lừa được 3 người hoàn toàn bình thường lên xe, rồi chở thẳng vào bệnh viện. Và sau cùng, trải qua rất nhiều nỗ lực, 3 người họ mới có thể thoát ra khỏi trại tâm thần. Khi họ được rời đi, các phóng viên biết chuyện mới đến mời phỏng vấn để tìm hiểu thực hư ra sao. Phóng viên đã hỏi cả 3 người: khi anh bị đưa vào trại tâm thần, anh đã dùng cách nào để tự giải cứu mình? Anh chàng định luật học trả lời: tôi nghĩ tôi phải ra khỏi đó bằng mọi giá. Tôi cần chứng minh rằng bản thân mình không có bệnh. Phóng viên hỏi: anh chứng minh bằng cách nào? Anh chàng định luật học: tôi nói trái đất này hình cầu, đây là một chân lý hiển nhiên. Tôi nghĩ người nói lời chân lý ắt không thể nào là người mắc bệnh tâm thần được, đúng không nào? Phóng viên: vậy anh có thành công không? Anh chàng định luật học: không, khi tôi nói câu này đến lần thứ 14 thì nhân viên y tá trích cho tôi một mũi an thần vào mông. Đến phiên anh chàng chuyên gia xã hội học: tôi đã nói với các bác sĩ và nhân viên y tá ở đó rằng tôi là một chuyên gia xã hội học. Tôi nói tôi biết cựu Tổng thống Mỹ là Bill Clinton, còn cựu Thủ tướng Anh là Tony Blair. Khi tôi kể đến tận các hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương thì bọn họ cũng tiêm cho tôi một mũi. Sau đó tôi không còn dám nói gì nữa. Phóng viên: vậy là anh chàng nông dân cuối cùng đã cứu mọi người, nhưng bằng cách nào? Anh chàng chuyên gia xã hội học trả lời: sau khi cậu ta vào đó, cậu ta không nói gì cả. Đến lúc ăn cơm thì cậu ta ăn, đến lúc đi ngủ thì cậu ta ngủ. Khi y tá giúp cậu ta cạo râu thì cậu ta cảm ơn. Đến ngày thứ 28 thì cậu ta được thả ra khỏi trại tâm thần, rồi đi báo cảnh sát để cứu bọn tôi. Sau cuộc phỏng vấn, phóng viên đã cảm thán rằng một người bình thường mà muốn chứng minh mình là người bình thường quả là khó phi thường. Có lẽ chỉ những người không chứng minh mình là người bình thường mới là bình thường. Khóc lóc thanh minh chỉ biến bản thân thành kẻ thua cuộc. Ban đầu, bất kỳ ai bị hiểu lầm đều có mong muốn giải thích, hy vọng có thể làm sáng tỏ hiểu lầm đó với mọi người. Đó cũng là nỗi sợ hãi khi bị người ta xúc phạm, bị gièm pha, sợ cảm giác bị đàm tiếu và cô lập. Rất nhiều người không chịu được nỗi sợ ấy và trở nên nhạy cảm với ánh mắt của người đời. Nhưng khi thời gian qua đi, họ sẽ nhận ra điều đó là hoàn toàn không cần thiết, vì sau hiểu lầm này sẽ lại có những hiểu lầm khác. Liệu họ có thể giải thích được mãi không? Tốt nhất là đừng vội biện minh bất cứ điều gì. Thay vì nói quá nhiều, chúng ta
chỉ nên mở miệng một vài năm và biết cách lặng im hàng thập kỷ. Thời gian sẽ đưa ra câu trả lời tốt nhất. Bên cạnh đó, những lời thanh minh, giải thích, thậm chí khóc lóc tâm sự còn khiến chúng ta rơi vào thế yếu và bị người khác thương hại. Thay vì làm điều đó, sao không chọn cho mình niềm kiêu hãnh của kẻ mạnh và khiến người xung quanh phải ngước nhìn? Thay vì sợ mình không đủ tốt trong mắt người ngoài, chúng ta nên sợ mình đang lãng phí thời gian quý báu, làm ảnh hưởng sự tập trung hay làm mất cảm giác ngon miệng của mọi người thì hơn. Cuộc sống thực sự không cần nhiều lời giải thích. Nhân gian muôn màu, nhân sinh thì muôn dạng. Vậy nên làm người không nhất thiết phải giải thích bản thân mình cho người khác. Bởi người hiểu mình thì không cần giải thích, còn kẻ không hiểu thì giải thích cũng bằng không. Từ giờ trở đi, bạn hãy học cách sống theo đúng ý mình và dành thời gian cho những điều mình muốn, bỏ ngoài tai định kiến của người ngoài. Ngừng giải thích với người khác và hãy sống đúng với bản thân. Chỉ có cách này, chúng ta mới có thể tự hào nói rằng cuộc sống đáng giá biết bao. Chúng ta sẽ là người chiến thắng duy nhất trong cuộc đời của chính mình. Sự tự tin không phải vẻ bề ngoài, nó thuộc về cốt cách bên trong của con người. Thật ra, niềm vui giống như một con diều. Người đứng xem thì tưởng rằng nó ở trên bầu trời. Chỉ có người điều khiển dây diều mới biết con diều đang ở trong tay mình. Và người khí khái chính là người có thể nắm giữ niềm vui. Khí khái là gì? Trong lúc mọi người bàn luận về sự buồn xỉn của một người, thường thích nói người này keo kiệt muốn chết, thì ngược lại, mọi người cũng đồng ý rằng người hào phóng lại là người khí khái. Nhưng mà chịu tiêu tiền là rộng rãi chứ không gọi là khí khái. Một, người khí khái càng tự tin hơn. Quân tử luôn hiên ngang, tiểu nhân thường lo sợ. Có một số người thích hống hách trước mặt kẻ yếu, nhưng lại khó ngẩng cao đầu trước mặt kẻ mạnh, vì họ khó đối mặt với sự khiếm khuyết của mình. Bất cứ hành vi nào, nếu thông qua việc so sánh để có được niềm vui, nói cho cùng đều là vì không đủ tự tin. Tôi có một người bạn làm giáo viên. Mấy năm trước, anh thoát chết trong một vụ tai nạn giao thông, nhưng trên mặt để lại một vết sẹo rất dài. Mà ngày thường anh lại thích hớt kiểu đầu đinh, vết sẹo đó lại càng lộ rõ hơn. Mỗi một lần đi xoay bít hay đi tàu, gặp phải những bà mẹ dẫn theo con nhỏ, người ta luôn cố tình cho con mình trốn ở sau lưng, giữ khoảng cách với anh, giống như là gặp phải kẻ vô cùng xấu xa vậy. Vợ anh cũng lo lắng vết sẹo đó ảnh hưởng đến công việc của anh, nhiều lần khuyên nhủ, kêu anh nên đeo khẩu trang hoặc là đi làm phẫu thuật. Tất cả đều bị anh từ chối. Anh thường nói bản thân không thẹn với lòng, tại sao phải để ý ánh mắt của người khác. Sự tự tin của một người không cần phải dựa vào biểu hiện bề ngoài của sự vật. Nó thuộc về cốt cách bên trong của con người. Một loại thản nhiên có chủ ý vững chắc, một loại sắc bén xem nhẹ mọi sự. Bao nhiêu đau khổ chẳng qua chỉ là vời một sự giễu cợt có căn cứ. Đối với ánh mắt của người khác mà luôn phải giữ canh cánh trong lòng, thì chắc rằng sẽ luôn cảm thấy niềm vui không đủ lâu dài. 2. Người khí khái tấm lòng càng rộng mở. Người khí khái hiểu được là trong lúc một câu nói vô tình của người khác làm mình thấy không vui, phải càng bình tĩnh hơn, điều chỉnh tâm thái trước khi cơn giận hình thành. Trong lúc phê bình người khác,
đồng thời cũng phán xét thêm về lý trí của mình. Trong cuộc sống, họ thường nhường nhịn nhiều hơn, bớt tranh chấp hơn, không buồn phiền vì chuyện nhỏ nhặt. Phải nhận biết không tranh giành là một loại tử bi, không nghe là một loại trí tuệ. Phiền não ít đi, niềm vui tự nhiên sẽ nhiều hơn. 3. Người khí khái lại càng biết sống. Mỗi người có niềm kỳ vọng vào cuộc sống khác nhau. Có một số người yên tâm vào cơm áo gạo tiền. Có một số người vui trong sự cố gắng thăng tiến. Niềm vui chính là làm cuộc sống phù hợp với kỳ vọng của mình hơn. Người khí khái có cái nhìn thoáng hơn đối với cuộc sống. Với những điều nhỏ nhặt hàng ngày cũng có thể sống thật thú vị. Làm người phải có khí khái. Thật ra chính là biết cách làm sao sống tốt với chính mình. Vì những đau khổ, bi thương đó cuối cùng vẫn là rơi vào người mình mà thôi, không liên quan đến người khác. Để lòng mình cởi mở hơn, tầm nhìn rộng hơn, mây đen và sự tăm tối ở bên cạnh sẽ ít đi một chút. Quá trình tu luyện khí khái chính là từ từ trở thành ưu tú trong chính mình, là quá trình đi ôm trọn niềm vui.